À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan Wa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Hung Nô để đi tàn phá thế giới. À, bây giờ bắt đầu bước vào cái thời kỳ gọi là lịch sử thì nó là thời kỳ suy thoái của đế quốc Hung Nô rồi. Bây giờ thời kỳ bộ lạc của những bộ lạc. Nghiên cứu công nghệ này à? Ok. Phát triển hành chính, phần thưởng, tỷ lệ nghiên cứu cho phát triển dân sự 20%, 12 lượt à, cũng được. Làm cái nhiệm vụ này sao nhỉ? Ôi sao 11 lượt nữa, sao số mình nhỏ thế nhỉ? Thôi là cả kệ nó, 12 lượt nữa mới được, đen hết. Ai già, tình hình là chật trước. Chúng ta đã đánh một cái trận phải nói là cực kỳ vất vả ở đây. Và đến bây giờ thì thực sự là quân đội của mình đang khá là vất vả đấy. Bây giờ là tầm quan sát trên bản đồ chiến dịch cộng 50%. Tướng này cực tuyệt vời luôn này, wow, kiêu ngạo. Đống quốc man di bị trừ, nhưng mà các cái chỉ số của nó thì rất là tuyệt vời luôn. Khí chất chỉ huy, ồ. Bây giờ mình phải đánh cho thằng này nát nốt thì mới xong được. À, cộng cái này vào cái gì? Tăng thẩm quyền à? Thẩm quyền của nó đã khá cao rồi, chắc là không cần. Mình chưa biết là xử lý xong thằng này thì liệu mình đã giải quyết được vấn đề chưa. Ông này nữa. Thằng bọn này vì mình đang bị âm rất nhiều tiền. Mỗi một lượt mình đang âm mất mấy nghìn tiền. Bởi vì nuôi toàn quân đời cuối như này nên là khá là tốn kém đấy. Mình đã tính bui lại quân. Nhưng mà cái lính kiếm kia nó cũng mạnh, mới tội nó không có cái đội hình gì để xếp cả. Mình đang tính xem là sắp xếp đội hình theo kiểu gì. Quyết à? Đợi tí. Sương mù. Rồi. Mấy cái thằng dợ này. Một, hai, ba. Những đơn vị lành lặn nhất thì sẽ được cho lên hàng đầu. Những đơn vị bị thương vong cho đến hàng sau. Cả quân tiếp viện mà chưa biết quân tiếp viện là bọn La Mã, những mấy cái thằng La Mã giờ hơi để đánh nhau ngu như bò ấy, đánh tí là đã bỏ chạy rồi. Reinforcements have arrived. Nó có mấy khẩu pháo bắn này à? À, nó không có kỵ binh. Tốt. Tranh thủ phơi cho nó chết. Nó không có kỵ binh, tranh thủ khử nó đấy.
have rallied and returned to the battle. Yo. Tám thằng mà cũng là bắn nhau á. Pháo nó lã cho nó nát bươm luôn. Chết luôn. Còn chạy đến nơi chắc chết sạch. Chi. Biết ngay mấy thằng này chạy đến nơi chắc chết sạch. Cho đỡ hao quân. Thanh niên này tuyển được mấy thằng này ngựa đem lao à? À tốt. Rồi. Chết mất hai con ngựa. Khẩu đội pháo của mình bắn kinh nhỉ. Vấn đề là không bây giờ không biết quân tiếp viện của nó như nào. Ôi, 8% quân. Ôi, 8% quân. Warriors all. Và hết lương thực. Guards be placed. Excitement. May quá đứng chỗ này lại không bị mất quân. Đứng chỗ này không mất quân, may quá. Guards be placed. How can I help? Ai, tình hình bây giờ là rất là ban căng. Chúng ta cũng vẫn còn tiền nhưng mà kinh tế của chúng ta đang suy sụp. Thôi đâu kệ đã, bây giờ bạn đồng hành đáng tin. Thằng này là thái tử á? Ồ, thanh niên này không cho làm thái tử được. Thanh niên này cũng được đấy, nhưng mà từ xem còn thanh niên nào tốt hơn không? Thanh niên này thì chưa có thể hiện được gì nhiều. Đây. Thích ngoại, ghét lũ ban di hôi hám. Dễ nhìn. Ô, sao thanh niên lại không cầm quân nhỉ? Thirsty for battle. Thản nhiên. Cũng mạnh lắm. Ready for action. Úi dồi ôi, toàn thằng mạnh đấy. Warriors all. 22 tuổi. Đâu à?
Quái nhỉ. Sát thủ không chung tay. Đây à? Mạnh hơn rất nhiều. Thôi rồi, quá lượt đấy. Xem là cái bọn này nó còn quân không? Nó mà đuổi đánh mình tiếp là mình cũng SML đấy, không phải đơn giản đâu. Phương Bắc thì bọn chúng nó còn đang bận đánh nhau, kệ. Mình phải xử lý lốt thằng này đã. Cứ để cho mấy thằng phương Bắc nó đánh lẫn nhau đã. Thằng phanh nó cứ sẽ làm lá chắn cho mình ở phía trên đấy. Phá hoại quân đoàn của mình à? Có vẻ như chúng nó cũng hết lực lượng rồi, nên là mình sẽ đưa quân xuống mình tàn phá nát luôn nhà chúng nó xem sao. Định đốn mình nhưng mà chắc là không được. Hay quá, thời tiết ấm áp hơn rồi. You have recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Capturing new territory. Chi phí quân sự quá lớn. Lớn thì cũng biết làm sao được bây giờ. Lớn thì cũng phải... Ôi, đau đầu nhất là hết lương thực, chứ còn hết tiền thì chưa đáng sợ. Quân đâu mà phải đấy. Ready for action. Come, sit, share my fire. Get moving. Your next command. Chết nhỉ, hết lương thực cũng là một vấn đề rất đau đầu. Thirsty for battle. Starting out. Ready for action. Thành to này của nó thì hơi khó để có thể ăn được. Chắc mình đi theo cái thành nhỏ, cái đánh thành nhỏ trước vậy. Dù sao thì đi cái thành nhỏ cũng dễ hơn. Sword of my people. Your next command. Đứng giải như này thì may ra còn có nhiều lương thực. Thì sợ quân nó đánh thôi, nhưng mà nó vừa bị thiệt hại mất 3-4 quân đoàn thì chắc là cũng không có nhiều quân nữa. Ready for more orders. Gì đấy? Hoàng vua của phanh sao lại ra đây? Hail!
As requested, I give ear to your just and undoubtedly noble request. Xem nào. 10 thành cơ mà, nó nhiều lắm. Phải đốt chết thằng này đã xong rồi mới tính được bọn trên được. Visigoth. Come then. Đế quốc Tây La Mã. Sassanid. Sassanid bận đánh nhau với mấy thằng châu Phi. Sau lượt à đấy, lương thực của mình ổn rồi. Như vậy thì có thể lượt sau mình sẽ không bị trừ lương thực nữa. Vấn đề là bây giờ phải có các công trình tăng lương thực. Đây rồi. Nếu lương thực chậm chậm này chết dở. Nếu lương thực một cách chậm chậm. Gây rối quân đoàn mình nhỉ? Spy rồi, giết mấy con này. Nó cũng không còn nhiều quân nữa rồi. Tiêu diệt xong bọn này thì mình cũng chưa biết phải tiến theo hướng nào, đánh tiếp bọn châu Phi hay là tiến lên phương Bắc. Phương Bắc thì bây giờ while the Lord in heaven has no use for gold, he knows that his people. Kinh nhật. Bọn phanh thì nó cũng có những cái đơn vị quân khá là mạnh. Tám mươi hai lương thực. Đang hồi quân rồi. For the tribe. Đám spy này của nó ghê thật. The ravens come. Let's see it now. Nó vào đây nó quẩy quân mình. Come, sit, share my fire. I will speak to them. Sao quân đoàn này lại không có thằng nào bảo vệ nhỉ? Quân đoàn nào có thể tuyển được champion nhỉ? Đây rồi. Đoàn kết à? Đoàn kết, tàn bạo, hành động, công kích. Cơ hội giết chết mục tiêu. Đoàn kết. Đoàn kết khi lên thuyền. Không có cái nào hay cả. Đã bị tàn phá rồi. Thirsty for battle. Sword of my people. Hay quá, chỗ này có. You have more orders? Nhưng mà mình phải mua quân rồi. Quân đoàn này chắc đứng đây thủ rồi, 1 2 3 4 rồi.
thiếu một cái xe bắn đá. Ơ, chết rồi. Ôi mà có lẽ một xe bắn đá. 1, 2, 3, 4, 5. 3 đội kỵ cung đấy. Fight! Make your ancestors proud! Một cái xe bắn đá cũng được. Fight with us! Làm màu là chính. For the gods! Ready for action! For the tribe! Come, sit, share my fire. Ready for battle. Được, một cái xe bắn đá có vẻ hơi đuối. Kỵ cung quý tộc. Mạnh cái gì nhỉ? Cung quý tộc upkeep nó còn cao hơn cả bọn này à? Máu trâu, máu trâu, giáp trâu. We need good fighters. Ready for action. Starting out. Sword of my people. Sau này đã cắm trại. Hồi quân. Are you ready to do your duty? Quân đoàn này cũng khá, không sợ lắm. Nhưng mà chắc là mình sẽ hợp nhất các đơn vị quân này lại. Bổ sung dần này. Bỏ hết toàn bộ, bây giờ sợ quân địch nó tiến lên phát thì chết. Đơn vị này cũng vậy. Thay dần bằng 4 đội spy. Từ từ. Rồi. Is that all? Đây. Một, hai. Cướp quý tộc. Hạng nhẹ. For the gods. Bị nó đầu độc cũng sao mà không di chuyển được nhỉ? Gods be praised, excitement. Quân đoàn này thì ngon. Thirsty for battle. For the gods. Mày thích láo này. Ai chả. Bây giờ mới là vấn đề nan giải đấy. Chúng ta sẽ tiến thế nào đây? Quân đội của nó cũng bị thiệt hại rất nặng rồi. Nên là chắc là trong ngắn hạn nó cũng chưa thể có được toàn lực để mà đánh mình được đâu. À, ám sát chết mất thằng champion của mình à? Vài lượt sau chắc là hồi.
Gamaratia. Đế quốc Sassanid ở trong cái bản này rất mạnh. Quân gì nó cũng có. Phản bội lại sinh con ngoài gia thú. Sinh con ngoài gia thú à? How can I help? Khử con này cho anh. Dark shadows loom. Mày này. Láo này. Đi trinh sát xem nào. Hai thanh niên này xuống mò xuống sâu ghê nhỉ. I will seek entertainment. Cung thủ thẳng nguyên có khiên. Sao nó lại có những cái đội vị quân này nhỉ? Vị binh cận chiến. À, sao nó có cả quân của hung nô này? Nhánh bên này cứ để phục hồi đã. Nhánh quân này cứ để phục hồi đã. Nhánh quân bên này cứ để phục hồi đã. Nhánh quân bên này tiến lên. Ready for battle. Ừ, phá hoại mình không tiến được nhỉ. Lương thực của hung nô này nó rất phụ thuộc vào rất nhiều vào cái vấn đề di chuyển. Nếu đứng ở các cái vị trí mà nó không phục hồi là không đủ lương thực và vẫn bị tốn lương thực. Ok. Yes, what? Thirsty for battle. Không đủ lương thực để phát triển thêm nhà. Hãy cơ hội giết chết mục tiêu. I am the destroyer of men. Cơ hội giết chết mục tiêu. Kinh nghiệm. Phá quân đoàn mình à? Làm quân đoàn của mình không di chuyển được. Nó thành công đấy. Ghê thật. Đốt hết vùng cái thằng này đã. Rồi tính lên phương Bắc sau. Phương Bắc thì nó chắc không khó lắm. Nó cũng không thể đánh hội đồng mình đông được. Không lẽ nào mình đã bắt mấy thằng La Mã làm chư hầu nhỉ? Nếu mà có mấy thằng La Mã để tuyển đội hình Testudo của nó cũng được. Công thành cực dễ luôn. Thắng lợi quan trọng à? Yes. The shadows take them. All is not lost.
Yes. I will send them to the tower. For the tribe! Chưa hồi phục hoàn toàn. Thanh này của nó không có quân lắm. Chắc ăn được. For the gods. For the gods. Không di chuyển được luôn. You have my sword. Their blood will enrich our soil. There's fight in me. Ôi, thất bại chí mạng. Sợ. Rồi, để di chuyển quân đoàn đó. Nó làm mình mất khả năng di chuyển. Move out. Is there nothing else? Make your ancestors proud. I am the knight in the dark. Mấy thanh niên này xuống đây cướp bóc hết đất của nó à? Không đánh chiếm mà cứ cướp bóc hết à? À. Come, sit, share my fire. Quân của mình chưa mạnh. Mình mà có đội Lê Dương này thì tốt không? À, sao lại có cả lính của mình này? Vãi. Mình thì không có lính của nó có cả lính của mình này. Ồ. Vãi trưởng thật. Thirsty for battle. Đó, đơn vị này sắp full rồi. Tranh thủ bây giờ mình vẫn đang có tiền nữa. Cứ giữ lực lượng. Tướng này không phải là con cái trong nhà mà chỉ số nó ngon thế nhỉ? Tướng 2 sao mà này, xảo quyệt nó kinh thế này rồi. Ôi dồi. Xem có đứa con gái nào ế chồng gả cho nó phát đã. Đây rồi. Có được mấy đứa con gái toàn mấy cái con. Toàn những đứa không ra đâu vào đầu. Cho nó thành con dê của mình. Tranh thủ hồi ngoại quân. Hai trận trước đánh tan tác. Quân đội của mình có thể nói là bị tan tác luôn. Gớm nhỉ, nó ám sát gần hết quân đoàn mình rồi. Các điệp viên của mình rồi. Không khử thằng này nhanh thì đêm dài lắm mộng.
Hay mình tăng thêm số lượng pháo lên nhỉ? Ấy, con dê của mình rồi, nó đã trở thành con dê của mình. Đâu nhỉ, con dê của mình rồi. Chẳng biết cái nhánh cái thằng con dê của mình nó ở chỗ nào. Ôi, bây giờ nó bị đảo loạn xạ lên rồi. Chả cần biết nó ở đâu nhưng mà nó là con dê của mình thì được rồi. Bây giờ thì lại phải bổ nhiệm mấy học tướng này. Không có chỉ số gì ngon. 37 tuổi đây. Chức ngoại. Còn trẻ. Sao nó làm thái tử luôn. Ủa, nó đang đứng đầu lĩnh luôn. 45 tuổi. Hết rồi. What do you want? To work then. Chà, thằng này có vẻ hết quân rồi đấy. À đây. Quân chủ lực của nó đây rồi. À không đáng sợ lắm đâu. Quân đội của nó không có gì đáng sợ. Ngoài ba quân đoàn đấy ra thì không có gì đáng sợ. Nhưng mà nó toàn lính speed, không sợ. Bọn này thì gớm hơn này. Bọn này thì mình phải cẩn thận này. Ready for action. Tưởng chứ thế nào. Tưởng chứ thế nào. Ăn nó đã. Kiếm tí tiền đã. Nhà nghèo rồi. We take this settlement for the tribe. Giảm bớt số lượng bộ binh xuống nhỉ. Tăng thêm một khẩu pháo. Một đội xạ kỵ nữa. Bốn khẩu đội pháo thì chắc là đánh sẽ khá hơn đấy. Ăn đã. Cái bọn hung nô này nó không có cái đoạn cắm trại. À cắm lập doanh trại. Chơi như kiểu La Mã nó lập doanh trại hay các cái đơn vị quân mà nó có chế độ lập doanh trại hay phết. Chơi phòng thủ như vậy rất là tuyệt vời. Ồ. Thành của nó, ai chà. Thành gì mà quái dị thế nhỉ. Ôi, mình tiến vào đường này thì mình sẽ gặp alo xích sông, thắp canh, các thứ quái nhỉ. Đi vào đường này vừa gần vừa ít. Ít vừa đập này. Mà giáp với biển. Đánh đường này thì phải phá cả cái thắp canh nữa. Tổng cộng có 3 cái pháp canh phải phá. Quá nhiều bộ binh không cần thiết nhỉ. Tăng thêm xe bắn đá thì bắn cho nó phê.
bắn vào đây đã. Sao nó nhiều xe bắn đá ở đây thế? Chết thật. Đánh trận này để vỡ mồm. Ồ, bắn chuẩn vãi siêu. Bắn chuẩn vãi cả trưởng. Xong. Tiếp vào đây. Tường thành của nó cũng bị vỡ nát rồi mà. Mình sẽ hạ nó nhanh thôi. Hạ cái khẩu đột pháo nó đã. Ui, cháy hai khẩu pháo mình rồi à. Ba khẩu rồi. Bắn kiểu này vừa trúng được thóc canh vừa có thể gây sát thương cho bộ binh của nó. Tuy là đam nó không bằng so với bắn đạn lửa nhưng mà bắn cháy vào cái tháp canh của nó. Bắn đạn thế mới tốt. Đổ bộ chưa câu. Đổ bộ đấy, đổ bộ đấy. Đổ bộ phát lệnh cho bọn ngựa ra thịt chúng mày luôn. Ai giả. Chưa lên bờ đã bắn mình rồi. Xong. Ngon thì ăn nữa đi. Bắn tháp canh này cho anh. Bắn cho anh. Nghĩ nó ngon hả? Mày nghĩ mày ngon hả? Mày nghĩ mày ngon hả? Thế này có không trúng thắp canh thì cũng chết quân nó. Sổ bắn lửa cháy là thuyền luôn. Cho nó bắn bộ binh của mình. Cho bộ binh mình chịu đòn tí. Bắn hết cưng. Sập luôn à. Ôi dồi ôi. Bắn luôn mấy thằng cung tên này đi. Úi dồi. Rồi bộ binh cứ chịu vài phát tên cũng được. Bắn tên lửa vào thuyền nó. Cháy rồi, cháy rồi. Chìm xuồng chưa? Chưa chìm xuồng à? Xong rồi. Thôi không phải bắn nữa, chúng nó xong rồi. Thôi, anh em xông lên. Đơn vị quân còn đâu mình bắn. Doctor, chạy ra đi. Pháo vẫn còn đạn, cho pháo đã.
À, cái tháp canh này nó vẫn bắn được. Vậy đó. Đúng rồi. Phải có một cái trước, không thì nó phơi chết đội này. Sợ bị mình. Tên gặp đầy vào tường. Sao ăn được cái kiếm? Số tinh thần rồi. Úi giời. Chạy. Đi đâu ấy? Victory point is about to fall to your men. Ôi, tháp canh nó còn nhiều thế. Hỏi kết thúc nhanh. Đỡ tốn quân. 200 chiến sĩ. Gớm thật. Lại phải cướp để kiếm cái tiền đã. Không cướp thì nghèo lắm. Ready for battle. Lương thực có chứ mà nó ảo lắm. Rồi. Thằng này cộng xảo quyệt vào nữa thì sao nó mới có cấp 31 mà nó ghê gớm này. Tướng 3 sao mà nó thẩm quyền của nó đó ấy, tận gì. Ủa. Vãi trưởng nhỉ. Tướng 3 sao ấy. Tướng 3 sao mà xảo quyệt cộng 4. Cộng. Ủa. Thẩm quyền này. Ủa. Hi. Tuổi trẻ tài cao là ở đây chứ đâu. Warriors all! Ready for action! Đốt cho anh! Lần cái này lên dần để có lương thực ấy. Sword of my people! So. Come, sit, share my life. Warriors all. Thêm quân đoàn này xuống, cứ từ từ mà tiến, không nên vội. Is there nothing else? Vội vã là nguy hiểm. I am the destroyer of men. How can I help? For the tribe. À, sát nó cho anh nào. Có thế chứ. Nó có thích gây loạn. Rồi. Ngọt nước. Nó có mấy quân đoàn đây. Nó có mấy quân đoàn ở đây thôi. Ôi. Đây đơn vị này đầy quân rồi. Cướp bóc đốt phá cho anh.
Di chuyển. We cannot do that. On our way. You have more. Đứa này cũng gớm nhỉ? Đứa này cũng không kém gì luôn. Đứa này bao nhiêu tuổi? 37 tuổi. Đứa này 49 tuổi rồi. Láo với anh này. Hay rồi. Thằng này nó cử quân xuống đây, nó hãy yểm trợ đánh của mình, nhưng mà đánh ngu như lợn. Phải đốt xong cái thằng này đó. Đốt thằng này đó. À, rút lui chiến thuật rồi. An offer of peace from us should not be spurned. Now, what say you? Mình với mấy thằng La Mã cũng được. Mình cũng chả thích đánh nhau với chúng nó nữa. Bởi vì nó tính cho ôi lại thiếu lương thực này. Vãi cả trưởng, cứ để quân gần nhau phát là lại thiếu lương thực. Warriors all. Ready for battle. Rồi, mấy thanh niên này đốt phá nhanh thế. Không chạy đây đã. Tình hình khan hiếm lương thực quá nhỉ. Your next command. Guard be praised. How can I help? Quân ly khai. Panic. À. Quân ly khai à? Hình như là do mình thiếu lương thực chúng nó làm loạn à? Thiếu lương thực chúng nó làm loạn à? Thích làm loạn à? Căng. Hay là cái trung thành của nó thấp mình không để ý nhỉ? Chiến. For the crime. Không mà nhỉ, cái này trung thành mình khá cao. Cho mấy thằng này vào các chức tước. Bổ nhiệm mấy thằng này. Thằng này à? Thằng này trung thành thấp à? Chỉ số cao này mà trung thành lại thấp à? Đảm bảo lòng trung thành nó đã... Thirsty for battle. Guard be praised. How can I help? We take this settlement for the tribe. Quân thua. Run! Thành này nó có quân. Warriors all. Phải thanh niên đánh này mới đánh được. Settlement for the tribe. Ồ, ăn luôn thì còn để làm vây làm cái gì? Let them cower.
những cái làng nhỏ này không cần phải đánh. Mất thời gian. Cho thằng kia nó san bằng. Thằng này còn cắm trại nữa. Ready for battle. Ready for action. Dưới này là đất của phe nào rồi ấy nhỉ? We can't do that. Úi dồi ôi. Starting out. Is that all? Có một phe mới ở dưới này rồi. On the move. The shadows are friends. Cho mấy thằng này đuổi, đuổi phát mình chạy, mình phơ chết từng thằng một luôn luôn. What? I've seen frogs with more backbone. Thirsty for battle. Lần sau thì lại có lương thực rồi nhưng mà bọn này nó ám sát mình kinh quá. Treading secret path. Come sit. Share my fire. Chết luôn à? Yes. Thắng lợi quan trọng này rất tuyệt đấy. Cơ hội về mục tiêu rồi. Thằng spy này mạnh ghê. 36.000. Ồ. Xem thằng này còn nhiều đất không? In our good name, be welcome and speak in friendship. Nó cũng đang chiến tranh với thằng này. Rồi, dụ thằng này lên đây. Dụ ba quân đoàn nó lên đây. Ăn không nhỉ? Làm trận cho vui nhỉ? Nó toàn lính tầm xa thôi mà. Đội đầu tiên của nó toàn lính tầm xa và xe bắn đá. Ăn đấy, sợ gì? Đứng tầm này để nằm ngoài tầm bắn của cung thủ nó đó. Đúng rồi, nó không bắn được. Nó vào từ lối kia. Vậy nó chết nhỉ? We must hold firm against this foe. We must push them back. Use their might against them.
À, từ, phá đừng bắn vội. The enemy has reinforcements. Mấy khẩu pháo của nó tận bên kia. Cung thủ nó thì cũng không dám sang đây đâu. Qua bên anh khử chết. Chúng ta nên cân nhắc một cuộc rút lui chiến thuật. Rút lui chiến thuật. Một cái thuật ngữ nghe rất là chán đời. Con tiếp viện ở đâu nhỉ? Vào đây. Vào để pháo mình nổ đồng loạt chúng chết nhiều lắm. Nên nhớ là nó công mình chứ không phải mình công nó. Mình sợ. Nhanh lên nào, không phải làm trò gì ấy. Sao đây sao nào. Nó khôn phết nhỉ. Hai bên ngắm nhau à? Cho hết giờ à? Hết giờ là anh thắng đấy, chứ mày không thắng đâu. À, nó đợi quân tiếp viện vào. Rồi. Ok. Tập trung vào rồi sang sông đi. Sang sông anh đã pháo chỗ này cho chết. Cho nó chết chùm như sướng. Sang sông. Ai xa. Có vẻ bắt đầu quyết định sang sông rồi. Bắn. Úi dồi. Mỗi tội đạn để bắn xuống nước. Nhưng cũng chết khá khá đấy. Nó không nổ văng thôi. Không hề ít đâu. Ra đây. Không hề ít tí nào. Cho nó chết chùm đi anh em. Đúng rồi. Bọn thủ nó không dám sang. Ngon thì vào, ngon thì cứ vào. Còn vài con ngựa này, sợ. Bọn nó là lính speed, không sợ đâu. Úi dồi. Vã tướng này. Bắt đầu đấy.
Cái nước này đang vào à? Vào đi. Giết thằng tướng nó trước đấy. Tính gì thì tính. Cũng phải cho pháo mình đã chết thằng tướng nó đã. Tạm dừng đi em ơi. Ăn. Now. The general has fallen. Our victory grows ever nearer. Chuyển ra đây. Tàn sát cái bọn quân thủ nó đi, không để chúng nó chạy thoát. Cả mấy con xe bắn đá nữa, tướng rồi. Rồi, quân của nó đang vỡ đội hình. Anh em cố gắng lên. Kìa, nhanh lên sang xử bọn này. Xử ngay bọn công tên này. Thằng công tên thôi mà. Rồi. Rút ra đây. Wow, cái xe bắn tên của nó phơ quân mình chết nhiều thế. Bình tĩnh nhá. Cánh chỗ này giải quyết được chưa? Từ từ dàn cho nó đến đấy nhá. Chết khẩu pháo này rồi. Kêu áp sát ngay. Ít sợ lắm. Không ăn ở đâu, yên tâm. Tràn vào. Áp sát rồi thì cung thủ nó không bắn được nữa. Ôi, đội xạ kích mình thôi nặng quá nhỉ. Yên tâm. Tiến lên. Cao lên tí nào. Cứu lắm cái này. À, nó chơi tướng mình. Nó đang mất tinh thần, sốc cho nó phát. Quân mình tản mát quá. Bắn tên của nó. Ôi, đơn vị này rút lại đi. Thành công đi. Điểm trợ bọn này.
Okay. Để nó ném lao chết tướng kinh thế nhở. Wow. Chiến đấu đến cùng à? Còn một thằng lính cũng chiến đấu. Bọn lính này lì chả. Johnson Warriors. Chả có những trận đánh này nó mới sướng. Ok. Đuổi tướng mình là thế nào? Bọn này là cái quái nào nhỉ? Chán đời à? À, tự tin cơ. Nó đang pem pháo mà nhỉ? Pem pháo anh à? Ôi, chạy đi phá. À, chạy lốt rồi. Chiến thắng đắt giá. Đắt giá anh cũng đánh. Phải có những trận thế nó mới sướng. Chứng tỏ là lính Spy cũng không ăn thua mấy nhỉ. Xạ kỵ thì nó cũng có cái mạnh của nó nhưng nó cũng có cái dở là nó giáp nó yếu quá. Nếu đánh nhau với bọn bộ binh thì lại không ăn thua. Ái chà. Khoản hối lộ lớn. Khoản hối lộ lớn à? Hỏi nó hồi quân nhanh thế. Đây nó còn nguyên một quân đoàn. Come, sit, share my fire. Chính ra dùng cái đội này cũng mạnh mà nhỉ. Nó chỉ thua có một tí xíu thôi. Spy này mình thấy nó cũng một kiếm này mạnh hơn mà nhỉ, lính đời ba nhưng mà nó mạnh hơn, nó mỗi tội nó không có đội hình thôi. Bọn này thì chuyên chặt chém rồi không nói. Tấn công chống kỵ binh xuất sắc, sức mạnh chiếm đóng, xung kích không ăn thua mấy. Cân nhắc này là chơi xạ kỵ này hay là chơi cận kỵ nhỉ? Vẫn phải có xạ kỵ thì mới công thành được. Bởi vì chúng ta không phải là
Guard be praised. How can I help? Move out! Cho một con vị nào. Starting out! Thirsty for battle! Bạn không cắm trại được nữa. For the gods. Rất là thực ấy. Ready for battle! I am the destroyer of men! Bọn này chửi đâu giả lắm thế. Ám sát bao nhiêu phát rồi mà không hết à? I am wounded, but it will heal. Mày. Success, of course. Tăng giáp à? Tăng giáp, đúng rồi. Tăng giáp bạc. Ủa, thế còn tăng cái gì để lên được rèn vũ khí tăng giáp? Ready for action. Quân đoàn này là lính Spee. Không có cái thanh di chuyển. Chứng tỏ là mình vừa bị đầu độc. Xây cái này để có thêm lương thực đã. Nét lương thực là chết dở. Fight, make your ancestors proud. Quái quỷ giờ nó cứ đầu độc mình là mình không di chuyển được. Ai thanh niên này xuống tàn phá đất đai của bọn này ghê thế. How can I help? On the move. Dengri guides. Ở dưới này rất nhiều phe phái mới. Rất nhiều phe phái mới. Thằng này một mình ở trên cái đảo này à? Bọn này không lo về giữ nhà, nó phá nát nhà của mày rồi. Sugo. Ồ, mấy thằng trông phi mò ra tận đây. Ái già, thằng này nó tận 16 tỉnh cơ mà. Greetings, most excellent friend. Be at home. Greetings, most excellent friend. Be at home. Ôi, mình nhiều con gái thế. Come, come, let me hear. Ôi, chiến tranh khỉ mẹ thì mà điểm ngoại giao còn tăng âm ầm này. vãi cả chiến tranh. Thôi, nó xử lý xong thằng Phanh rồi. Phanh du mục xuống đây rồi. Phanh du mục xuống đây rồi. Nào. Phanh bây giờ trở thành quân du mục à? Ô. Khả năng mình cho cái thằng đi theo cái nó mang cái đội xạ kỵ để có khi cần có thể yểm trợ bổ sung cho các cái đơn vị quân cho nhanh nhỉ. Đội xạ kỵ Hanik Denvin Archer. Ai dạ. Ngày tàn của thằng này đến rồi. Ờ, âm tiền thì không sao, chỉ sợ âm lương thực à. Come, sit, share my fire.
let them cower. Protect the settlement for the tribe. Cướp tiền tính sẻng. Không có chuyển được. Ready for action. Quân đoàn ô. Đây rồi. Cộng thêm cái này nữa, phạm vi tấn công tầm xa. Quarry be placed. How can I help? Guards be placed. Excitement. Your next command. Hồi được quân à? Cứ hồi quân đã. Chết rồi. Ready for action. For the gods. Lính speed này. Không ngon, không ổn thế nào. À, đi đường này vào được. Vào đây. Is that all? À. For the tribe. Ăn đâu nhỉ? Thirsty for battle. Move out. Ready for more orders. Từ. For the gods. Như này cho chắc. Move out. Is there nothing else? Nó ra nó phơi cho phát thì lại vỡ mặt. If I put this here. On our way. Was there ever any doubt? Come, sit, share my fire. For the tribe. Ready for battle. Starting out. Nó không dám đánh đâu. Ten gray guides my steps. Nó không dám đánh đâu. Fight! Make your ancestors proud. Mình đoán là nó sẽ không dám đánh. Với cái lực lượng của nó thì chắc nó sẽ không dám đánh. Vẫn phải dùng cái linh kiếm này, mặc dù nó rẻ nhỉ, vừa rẻ vừa hiệu quả. Đám này đắt mà lại không ăn thua. We need good fighters. Cuộc đời nhiều khi nó đau thế. Rõ ràng quân nhìn chất đắt hơn mà lại chả bằng. What do you want? Không dám đánh. Với lực lượng đấy là không dám đánh rồi. Ready for battle. For the tribe. Không có nhiều tiền. Không có nhiều tiền lắm. Ồ, dưới này đất của những thằng nào đây mà nhiều thế? Rút lui chiến thuật biết mà. Lo về mà giữ nhà thì không mày còn chết. Okay, school.
Nhưng mà cái đội kiếm này nếu mà chống kỵ binh thì lại không ăn thua. Nhưng về căn bản thì mình sẽ không ngu gì mà mình đánh đấu kỵ binh với chúng nó, đấu để mà quân nó kỵ binh để mình phải đánh. Quân của mình chủ yếu là bộ binh thì mình bui để công thành. À, không sợ lắm. Yes. What? Sword of my people. I have things to attend. Chứng tỏ là thành của nó chỉ còn ở dưới này thôi. Ăn được. Yes. What? Won't know what hit them. Đông cứng thằng này lại. Success, of course. Không cho nó chạy chứ. Thirsty for battle. Warriors all. Một lượt nữa. Ready for action. Thirsty for battle. Ồ, quân đoàn này thương vong vẫn nặng. Thương vong vẫn nặng lắm. Quân đoàn này cũng vậy. Come, sit, share. Cái là nó cũng hồi nhanh. Ready for battle. Let them cower. Gods be praised. Excitement. Lượt sau đánh. For the tribe. Starting out. Get moving. Đúng rồi, cứ đứng ở hai vùng đất như này. Lượt sau đánh vào thành này. I am the knight. Thằng này ghê vậy. Này loạn thần. Con này mới bị cái rank này à? Cái sự kiện này à? Trừ khá nhiều điểm. Có vẻ mình bắt đầu lấy lại được uy quyền này. Chống được cái bọn này. Ôi giời ơi, mấy thằng thủy gió phương Bắc. Phát lại mình chạy là mình phải là phòng thủ ở bờ sông mình mới thủ được. Đánh kiểu này nó hơi khó ấy. Mua ngựa. Destination reached. Anh đang mua ngựa, chúng mày thích phá hoại anh. Rồi. Sang bên này, bờ này của con sông. Bọn này gớm nhỉ, đông quân thế. Còn lực không? Đuổi đi. Nó không đủ lực để đến nữa. À, cắm trại rồi. Cắm trại rồi. Chưa kịp mua đội xạ kỵ, bọn này được đấy. Mất một lượt của mình. Cay. Một lượt nữa là mình có đội xạ kỵ. Dụ chúng nó vào sâu sâu lãnh thổ mình nhỉ, mình đập cho chúng nó nát luôn. Dụ nó sâu sâu lên trên này. Chứng tỏ quân nó vẫn đông đấy chứ. Hiệp ước hòa bình. Hiệp ước hòa bình. Surely, my noble friend, you can see the wisdom in. We find our coffers temporarily empty, and we're wondering if you would care to make a contribution. Có vẻ như Hung Nô thì nó không thích phòng thủ với ai cả. À, hết thời gian nhiệm kỳ rồi.
Mấy thằng đấy đang tại nhiệm. Thỏa hiệp với chỉ huy, giảm các thuộc tính thì kích động nổi loạn, thuyết giáo diệt vong. The gods have shown me the way. My path is barred. Yes, what? I like wrecking things. Well, be praised. How can I... Ghê thật. Đuổi mình té tua. Starting out. Chẳng qua mình không phòng thủ ở con sông, mình mà phòng thủ ở bờ sông mình còn lâu sợ. Thirsty for battle. 14 thiếu đúng. Ăn đồng nhỉ? Come, sit, share my fire. Ăn được chứ nhỉ? Sợ gì nó? Ăn được chứ. Nếu mình đánh đêm mình ăn được chứ nhỉ? Hoa mang sờ tai quá. Bọn này thì không đáng kể này. Bọn này thì cũng vậy. Thôi được, cứ bình tĩnh đã. Liều ăn nhiều phát xem nào. For the tribe. Move out. On our way. Warriors all. Ready for action. For the gods. Đánh cho nó một trận té tua luôn. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.